tưởng đối thân tường năm 2021, The Heroes đã trải qua một hành trình dài. Mà trên hành trình ấy, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua thử thách của hoàn cảnh để có thể làm nên những điều tuyệt vời. Thân tượng đối thân tượng đã đi qua 12 tập mà không có những đấu trường hoành tráng, nhưng lại có những sản phẩm âm nhạc đầy sáng tạo ra đời trong hoàn cảnh ấy. Nơi mà những trận đối đầu kịch tính nhường chỗ cho sự đoàn kết sẻ chia để cùng nhau làm nên những điều nho nhỏ nhưng đong đầy ý nghĩa. Và trong hành trình ấy, chúng tôi vẫn luôn mơ, tin và chuẩn bị tất cả để một ngày nào đó sân khấu The Hero sẽ sáng đèn. Để lửa của 12 team chiến binh một lần nữa thắp sáng sàn đấu của thần tượng đối thần tượng. Và đêm nay, chúng tôi tự hào và hạnh phúc khi được nói rằng điều đó đã thành sự thật. Từ sân khấu của The Hero, thần tượng đối thần tượng xin được gửi lời chào nồng nhiệt nhất đến tất cả quý vị khán giả, và đặc biệt là quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Tôi là Phí Linh, người đồng hành fan hồ của các chiến binh của chương trình. Xin chào và xin chào. Thưa quý vị, tại sao lại mở đầu bằng câu nói từ sân khấu của The Heroes? Cái cảm giác đứng ở sân khấu này nó quý giá lắm, nó ý nghĩa lắm. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta đã được gặp nhau rồi. Sau cả một thời gian dài, chúng ta dặn dò nhau là hãy giữ sức khỏe, hãy bình an để cùng nhau vượt qua đại dịch, để một ngày chúng ta có thể gặp lại nhau ở sân khấu lớn. Và điều đó, những cái mong mỏi đó đã thành hiện thực rồi. Phí Linh rất vui một lần nữa được chào đón tất cả quý vị đang cùng đến với đấu trường âm nhạc The Hero. Và thưa quý vị khán giả, từ đấu trường âm nhạc với âm thanh và ánh sáng cũng như là sân khấu đỉnh cao, chúng tôi cũng rất là vui được gặp lại những gương mặt mà đã đồng hành cùng chúng tôi từ những ngày đầu The Heroes lên sóng. Và trong cả một quãng thời gian dài đại dịch thì chúng tôi qua những màn hình máy tính vẫn được gặp gỡ nhau, vẫn trò chuyện về âm nhạc. Và ngày hôm nay, tất cả những con người đó đang có mặt ở đây trong hàng ghế của hội đồng giám khảo. Xin được chào đón nhà sản xuất nhạc, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, nhạc sĩ nhà sản xuất nhạc Hồ Hoài Anh. Xin chào nhạc sĩ nhà sản xuất nhạc Dương Khắc Linh. Những vị giám khảo quen thuộc, giám khảo Diệu Minh, giám khảo Quỳnh Nguyễn. Và ngồi ở hàng ghế giám khảo có một ca sĩ, nhạc sĩ đã cùng chúng tôi đi suốt cả một live show và cũng đóng góp rất nhiều cho The Heroes trong những ngày giãn cách. Xin được chào đón nhạc sĩ ca sĩ Vũ Cát Tường. Và ngay bây giờ thì hãy cho phép Vy Linh xin được giới thiệu người anh em mà mình đã rất nhớ họ, đã rất là mong được gặp lại họ trên sân khấu này của The Heroes. Đó chính là các master của chương trình. Xin được chào đón master Nguyễn Hải Phong. Yeah! Yeah! Chúng ta đã được gặp lại nhau và xin được cùng chào đón bộ đôi master Hà Lê và Nimbia. Và có thể nói là một trong những thí sinh ấn tượng nhất của The Heroes, thí sinh trong ngoặc kép, thực ra là một master cực kỳ có tâm của chương trình, chính là master Khắc Hưng. Khắc Hưng, em có thể đi một vòng để tận hưởng cảm giác được đi trên sân khấu của The Heroes. Đi một vòng thật rộng. Nửa năm chờ đợi rồi. Bây giờ là lúc được trở lại sân khấu cùng với các master, cùng với các giám khảo và các thí sinh. Yes! Chưa bao giờ mà khát khao trở lại sân khấu nó cháy bỏng như thế này. Đúng là như vậy. The Hero đây rồi! Lâu quá mới được gặp lại, nhớ mặt mọi người. Vâng, anh Nimbi đi vắng hơi lâu đấy nhá. Yeah. Rất vui gặp mọi người. Sau gọi là một thời gian bị anh Phong là luôn luôn bảo là Hưng hiền quá, khách quan quá, nên là em quyết định là em sẽ phải giữ hơn, để gọi là những cái màn cuối này mình sẽ phải làm thế nào đấy để nó kích tính lên. Đúng. Nên hôm nay mình sẽ chặt chém nhau đi. Yeah. Phải không các master? Yeah. Tất cả dồn sức cho những trận cuối. Với sự chuẩn bị rất là kỹ của các thí sinh thời gian vừa qua thì tất cả các bạn, tất cả các quý vị giám khảo sẽ có một đêm diễn thực sự là bùng nổ và sẽ có rất nhiều cái hay để chờ đợi đấy ạ. Vâng, thưa quý vị, những cái bộ trang phục đẹp nhất này, những nụ cười này, những nguồn năng lượng này chúng tôi đã ém từ rất lâu rồi và chỉ chờ mong có được sự xuất hiện ngày hôm nay trên sân khấu của The Heroes để gửi tới tất cả quý vị. Và với sự sẵn sàng này thì chúng ta chính thức bước vào đêm bán kết đầu tiên của The Heroes, thần tượng đối thần tượng. Thưa quý vị khán giả,
sau vòng thi đấu thứ tư của The Heroes Thần Tượng Đối Thần Tượng thì chúng ta đã chọn được ra 6 cặp đấu mới với những trận thi đấu rất là kịch tính. 6 cặp thi đấu này sẽ trình diễn hết sức mình trong đêm thi đấu ngày hôm nay để chúng ta cùng lựa chọn ra những cái tên sẽ được đi vào đêm chung kết của The Heroes Thần Tượng Đối Thần Tượng. Luật thi của đêm này như sau. Thứ nhất là về thể thức chấm điểm. Chúng ta sẽ có 50% số điểm được cho từ đội Master không có thí sinh thi đấu, 30% số điểm được cho từ hàng ghế các vị trong hội đồng giám khảo, và còn 20% số điểm nữa sẽ được lấy từ tất cả các team thí sinh không tham gia thi đấu, tức là 10 team còn lại. Đây là một điểm mới của đêm bán kết của The Heroes để tất cả mọi người trong không gian này cùng đóng góp vào kết quả chung của chương trình, đảm bảo cho tính công bằng của mỗi phần thi đấu. Về tỷ lệ cược thì đội thấp điểm hơn vẫn có cơ hội đưa ra tỷ lệ cược để lật ngược lại tình thế. Và giải điểm cược thì rất phong phú, từ 10 đến 90% miễn nó là số nguyên ở trong hệ thống này. Ví dụ như là 10%, 20%, 40% cho đến 90%, chúng ta có thể cược gần hết số điểm của mình để mà có thể lật ngược lại tình thế. Và như vậy thì chúng ta sẽ có những trận thi đấu rất là kịch tính. Quý vị khán giả đã sẵn sàng bước vào đêm bán kết ngày hôm nay chưa? Thì Linh xin được công bố đêm bán kết Heroes Thần Tượng Đối Thần Tượng. Xin được phép bắt đầu. Trước khi đến với cặp đấu đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những khoảnh khắc không thể bỏ lỡ trong đêm nay nhé. Điều gì đã làm cho không khí trường quay quay cuồng đến thế? Phong độ thì có thể nhất thời nhưng mà đẳng cấp là mãi mãi. Đâu là phần trình diện đẳng cấp trong đêm nay? Thương nhau phải cần nhau mới gần nhau rồi xa nhau buồn nhớ nhau nên chờ nhau để bên nhau xong cãi nhau cũng mắng nhau xong đánh nhau rồi dỗ nhau rồi số nhau không được lì trá nhau nên bỏ nhau thương ghét nhau phải yêu nhau ném đá vỡ đời nhau. Master và hội đồng giám khảo không thể kiềm chế trước phần phát flow của Hansara hay là vì một điều khác? Chú ơi, chỉ thế thì con rap chú có thấy giống ca sĩ rap? Chú nói thật với con là cái hội trên mạng nó bảo con rap kiểu miền Tây. Nhưng mà chú thì riêng đối với cả Vũ Cát Tường ấy, chú nói thật là chú chưa thấy ai rap như con. Câu chuyện phía sau lời nhận xét của giám khảo Hồ Hoài Anh là gì? Anh nghĩ là hôm nay cam của anh hay hơn cả bọn em đấy. Không đồng ý. Chắc chắn là VP Bá Vương và TK sẽ thắng. Kết quả cuối cùng của trận đấu này là gì? Lúc nãy định cho có chênh lệch một đội cao hơn, nhưng mà sau khi ngồi suy nghĩ một lúc thì tự lật kèo. Hôm nay thì thực sự là mình phải phá cái lệ của mình mất rồi. Lật kèo quá. Cơ quan vào việc luôn. Nên là vào việc luôn. Những con số quyết định sẽ đưa ra như thế nào? Dù kết quả có ra sao thì chúng ta sẽ có một đêm bán kết đáng nhớ với những cảm xúc tuyệt vời. Em ơi lâu đài tình ai đó sáng trong ánh trăng cầu xa. Bang. Chắp đôi cánh nhân thiên thần. Em ơi lâu đài tình ai đó. Dù ngàn năm qua còn vẫn vương đôi hồng. Đừng rơi màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những điều thật đặc biệt. Cặp đấu đầu tiên sẽ bước vào đêm bán kết của The Heroes Thần Tượng Đối Thần Tượng sẽ là những đối thủ đến từ hai team Master Nguyễn Hải Phong và Hà Lê Ninh Bia. Đầu tiên ở team Master Nguyễn Hải Phong là Anti Hunty Heroes với sự xuất hiện của PP Bá Vương và TDK. Yes. Và sau kết quả của vòng 4 thì chúng ta đã biết được là đối thủ của họ chính là Orange Juice với Orange và producer Monotap.
Thưa quý vị khán giả, theo số liệu mà chúng tôi ghi lại được thì một team sở hữu 162 triệu 500 ngàn đồng và một team thì chỉ sở hữu có 6 triệu 300 ngàn đồng mà thôi. Và điều đáng nói là việc lựa chọn đối thủ trong vòng thi đấu này chính là một quyết định hoàn toàn chủ động đến từ team có điểm số thấp hơn, chính là team Orange Juice. Theo quý vị khán giả thì trong trận thi đấu này thì họ sẽ cược bao nhiêu điểm ạ? Bao nhiêu phần trăm số điểm của mình ạ? 70. 70%, 90%. Em nghĩ là 70. Vâng, 90% đúng không? Ít thôi, 70 là đẹp. Vâng, rất nhiều những lời bàn tán và con số mà Orange cũng như là Monotep quyết định đưa ra để làm tỷ lệ cược trong phần thi đấu này là 70% số điểm của đội của mình. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng chào đón lên sân khấu trước đối thủ có thể coi là trên cơ hơn một chút trong trận thi đấu này, TDK và VP Bá Vương với một ca khúc thực sự ý nghĩa, tự nguyện trên sân khấu của The Heroes. Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một phần mây ấm. Là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Yeah. Từ khi còn bé nó đã được nghe vang vẳng ở bên tai về những mẫu chuyện nhân văn từ khi nó mới vừa lên hai. Nó chẳng hiểu gì chỉ biết là nhân vật chính thường trong ra ngoài. Siêu anh hùng thì phải có vũ khí giáp gai và bắn chai. Và rồi nó lớn dần, những câu chuyện về lòng người với nó cũng chán dần. YOLO và bất cần, VBS3 với tinh thần khác, với trong thần scrap, với thần thái, bất tóc tai, cứ đi chạy chút. Từ nhỏ tới lớn thứ đó phải nuốt, toàn là mất ngọt. Có lẽ cao siêu không nghe giá điện mình, vì hai bên tai toàn nhạc vang dập dình. Giờ nó chỉ muốn tân ga hướng về mình, thì kiếm tốt sau cũng nói toàn ở ngoài hình. Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một phần mây ấm. Là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Là đối đãi quá tốt với nó, nhưng mà sao sân hào hải vị nó say nhưng chẳng hề vui, mà đẹp cũng chẳng hề vui. Cà kê hàng quán từng năm từng bay chẳng ngang hết thấy gì vui. Cuộc chơi đã tới đường lui, nhận ra sự thật trần trụi là sự tồn tại của nó trước giờ khác gì là ký sinh trùng như chung chuỗi sống trong nhung lụa xa hoa. Anh nó một phần trưng ra ngoài kia người ta vất vả công việc, còn nó thì nằm sofa. Giờ nó chẳng còn thiết tha nhưng ban tất cả diễn giao chờ cho mày sung sướng không phải để trái tim này. Món quà và phần quà ấy sẽ phải cứ tặng đi cho ai đó. Một ngày nào đó hoa sẽ nở thật đẹp trước khi phải lùi tàn.
Siêu anh hùng không chỉ còn trong sách vở, siêu anh hùng ở ngoài kia. Sự cống hiến không mang đến trắc trở của họ thật khó định nghĩa. Những bác sĩ, y tá tuyến đầu với các tình nguyện viên đang chống dịch, tô vẽ cho đời cầu vồng sắc màu. Dù một thời kỳ xám xịt, tinh thần tự nguyện sẽ có tính bắt cầu khi lòng trắc ẩn chịu lên tiếng. Make some noise và sao đó thu những siêu anh hùng đất Việt ngàn năm văn hiến. Nếu cuộc đời là một cuốn tự truyện, tôi sẽ không để cho đời mình trở thành một cuốn tự truyện vô tri. Không kể lễ đòi hỏi thêm nữa, giờ đây tôi tự nguyện cho đi. Swag đã hỗ trợ cho tiết mục của Anti-Anti Heroes ca khúc Tự Nguyện, một sáng tác vô cùng ý nghĩa được nhạc sĩ Trương Quốc Khánh viết từ năm 1968. Và để tiếp chiêu đối thủ của mình thì Orange Juice cũng lựa chọn một ca khúc ra đời trong thập niên 70 nhưng mà của một nhóm nhạc rất nổi tiếng đến từ Thụy Điển. Đó là nhóm nhạc ABBA với ca khúc Money Money Money. Xin được chào đón phần trình diễn của Orange Juice, Orange và Monotape với phần hỗ trợ của Lyricist. I've been living in misery for like an eternity. Got no penny in my pocket. Girls, keep this a secret. Shh. Lately I've been having this small tiny fantasy where I made it. To pay the bills I have to pay. Ain't it sad? And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball. Money, money, money. Must be funny in a rich man's world. Money, money, money. Always sunny in a rich man's world. I'm rich. A little, how about all them? The one I make it 10, maybe 20. Got a problem, baby, I'm sorry. 100, make it 1,000. A little, how about all them? The one I make it 10, maybe 20. Got a problem, baby, I'm sorry. I want money flowing in my pocket. Fresh cash, fresh numbers in my credit. No limit what I got to own it. No time for all the people who are hating. Yeah, hate on me, hate on me. All of this money is on me. Yeah, hate on me, hate on. I'm eating breakfast at Tiffany's, yeah. World.
man. I'm rich. Đồng đội của bạn Monotip cùng với đối thủ của bạn là Bibi Bá Vương và TDK. Xin mời. Thật là vui vì chúng ta đã được gặp lại nhau, đặc biệt là trên sân khấu này ạ. Và chúng ta cũng không quên cảm ơn Ginger Sweat và Lyricist đã giúp đỡ cho hai phần trình diễn này rất là thăng hoa. Xin chúc mừng. Và cũng phải nói thêm với tất cả các anh chị là cái concept mà các bạn ấy lựa chọn từ ban đầu ấy, thì với Anti-Anti Heroes là ngay từ cái tên của bạn ấy, tức là bạn ấy sẽ phản đối những người mà gọi là không đi theo, không yêu thích cái hình tượng anh hùng. Còn concept mà Orange và Monotep lựa chọn khi mà đến với cuộc thi này là concept rạp xiếc, những người nghệ sĩ trình diễn những tiết mục xiếc. Thì ngày hôm nay chúng ta đã thấy là Orange đã bước vào ngay với một tiết mục ảo thuật. Có lẽ là nên để một ít thời lượng để dành cho cả hai team có thể nói thêm về những gì mà họ muốn thể hiện, muốn mang đến trong tiết mục của mình. Xin mời Anti-Anti Heroes. Để mà chia sẻ về cái phần trình diễn ca khúc tự nguyện ngày hôm nay thì thực ra là em cũng là một người rất là trẻ. Em cũng nghe nhạc sung, em cũng nghe nhạc quẩy rất nhiều và em không có tiếp cận được nhiều với nhạc quê hương. Và anh TDK đã cho em nghe ca khúc tự nguyện xong rồi, cái em cảm thấy là với một người trẻ như mình, đơn giản là mình tự hào vì mình được sinh ra trong cái sự an toàn và mình không làm điều xấu thì mình tự hào rồi. Nhưng mà đôi khi không làm điều tốt nó cũng là một cái tội nữa. Nên là hãy, nếu là hoa thì hãy ngát hương mình cho đời. Và đó là những gì mà em cố gắng gửi gắm trong ca từ của ca khúc Tự Nguyện. Mình cảm ơn ạ. Cho phép Phí Linh được hỏi luôn team Orange Juice về những gì mà các bạn xây dựng, những cái ý tưởng làm nên. Nếu như mọi người đã xem hoặc Master đã xem những phần trước thì nhìn chung nhà của team Orange Juice không phải là một cái gì đấy quá là sung căng. Nên là với đến vòng bán kết này thì bọn em đã lựa chọn là làm một cái gì đấy sung hơn những cái lần trước. Và cùng với đấy thì khi mà lựa chọn bài Money Money thì chị Cam cũng muốn xây dựng một cái câu chuyện nó hơi theo hướng nhạc kịch và có một chút câu chuyện ở trong đấy. Thì cái nội dung bài hát này mà tụi em muốn đem đến đó là một cô gái, cô ta nằm mơ và cô ta mong muốn là sẽ không làm nhưng mà sẽ luôn có ăn. Thì em muốn dùng cái câu chuyện này để mà nói là nếu như mà mọi người không cố gắng, không làm gì để mà ra tiền mà chỉ muốn ngồi không thôi thì sẽ mãi mãi đây sẽ mãi mãi là giấc mơ thôi và không bao giờ nó thành hiện thực hết. Đấy là cái phần chia sẻ về mặt ý tưởng thì chắc là tất cả các anh chị ban giám khảo cũng đã hiểu thêm về cái phần trình diễn của hai bạn. Linh nghĩ là mọi người sẽ muốn chia sẻ rất là nhiều đúng không ạ? Thú thực là anh không theo dõi hết các cái phần thi của các em trong các cái vòng trước thì hôm nay anh đến với một tâm thế rất là mới mẻ trong cái show này và ít nhất là trong hai cái phần này thì nó thể hiện rất rõ cái tầm quan trọng của cái người producer bởi vì họ định hướng rất là rõ ràng cái đường đi. Một cái bên thì là mảng miếng rồi chia các cái phần đấy là của TDK. Còn bên này là của Monotep. Anh lại thấy một cái gì đấy nó hoàn toàn nó rất là giải trí. Nó rất là ai xem bất cứ một người nào, một người già hay một người trẻ thì cũng đều có thể cảm thấy hứng khởi. TDK, BB Bảo Vương, mad respect, cảm ơn em rất là nhiều. Đấy nhưng mà họ anh nghĩ là hôm nay cam của anh hay hơn cả bọn em đấy. Anh thấy là Hà và Nim nói về việc là Orange, Team Orange sẽ thắng thì anh không đồng ý. Đấy, em biết là anh sẽ không. Bởi vì là chắc chắn là VP Bá Vương và TDK sẽ thắng. Dạ vâng. Anh là có niềm tin gấp bội niềm tin của em luôn. Em hiểu điều đấy mà, và em cũng có niềm tin gấp bội vào cam của em. Cá nhân anh thì thấy là tiết mục của VP Bá Vương và TDK thì rất là chạm. Anh đã bị thu phục, bị nổi da gà vài lần. Đây là một cái thứ tư duy rất là lạ, rất là can đảm. Trong cái tiết mục ngày hôm nay thì anh thấy là cả Khánh và Vương đều làm cho anh thấy là các bạn thực sự là đa năng. Một mặt khác á, thì Orange và Monotep thì anh nghĩ là hôm nay là tiết mục tốt nhất từ trước đến giờ của hai bạn. Thực sự là trong lòng anh cảm thấy như vậy. Bản phối ngày hôm nay của Monotep thì rõ ràng là cũng là bản phối xịn nhất từ trước đến giờ luôn. Hôm nay là bạn ấy mới nói ở trên sân khấu là chưa bao giờ nhạc sung căng, em chưa bao giờ biết là có hai từ đấy ghép vào nhau.
nghe nó ép phê như thế. Nhạc vừa sung vừa căng. Chỉ có một điều rất là nhỏ thôi, phía Linh xin được chia sẻ cái sự trân trọng về nỗ lực sáng tạo của cả hai đội thi trong chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa thì xin được chúc mừng cả hai đội của chúng ta. Rất tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ đứng về hai bên để cùng đến với phần cho điểm từ các giám khảo. Bây giờ sẽ là phần cho điểm với 30% góp vào tổng điểm dành cho hai đội sẽ là số điểm được cho từ hội đồng giám khảo. Xin mời nhà báo Quỳnh Nguyễn. Đầu tiên là số điểm mà giám khảo Quỳnh Nguyễn dành cho team Anti-Anti-Hero. Xin mời. 9,5. Và số điểm chỉ dành cho Orange Juice. Xin mời. 8,5 điểm. Xin cảm ơn. Xin mời nhà báo Diệu Minh. Đầu tiên là số điểm mà chị Diệu Minh sẽ dành cho Anti-Anti-Hero. Xin mời. 9,5. Và số điểm chị dành cho Orange Juice là 9 điểm. Xin chúc mừng. Lần đầu tiên tại đêm bán kết 1 của The Heroes, phần cho điểm của Vũ Cát Tường dành cho Anti-Anti-Heroes. Xin mời. 9 điểm. Và số điểm Vũ Cát Tường dành cho Orange Juice là 8,5. Xin cảm ơn. Số điểm mà nhà xuất nhạc, nhạc sĩ Lưu Tiên Đương dành cho Anti-Anti-Hero. Xin mời. 9 điểm. Vậy điểm chỉ dành cho Orange Juice ạ. 8,5. Xin cảm ơn. Đầu tiên là phần cho điểm của giám khảo Dương Khắc Linh ạ. Số điểm anh dành cho Anti-Anti-Hero. Xin mời. 9,5. Và số điểm dành cho Orange Juice. 9,5. Yeah. Rất là công bằng, bình đẳng cho hai bên. Thế còn nhà xuất nhạc, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Và số điểm mình dành cho Anti-Anti-Hero. Xin mời. 9,5. Còn số điểm mình dành cho Orange Juice ạ. Xin mời ạ. 9,5. Hai anh đúng là sánh vai nhau rất hợp lý. Bây giờ Khắc Hưng sẽ có một cái trọng trách rất là nặng nề. Bởi vì số điểm mà Khắc Hưng dành cho cả hai team sẽ quyết định đến 50% quỹ điểm của các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ không phải học sinh mà thầy hiệu trưởng rồi. Xin mời số điểm mà Master Khắc Hưng dành cho Anti-Anti-Heroes. 9 điểm. Và số điểm mà anh dành cho Orange Juice. 9,5. Xin cảm ơn. Ta sẽ còn chờ 20% còn lại cuối cùng. Thưa quý vị khán giả, trên tay Phí Linh ngay lúc này là kết quả của trận thi đấu vừa rồi sau phần cho điểm của hội đồng giám khảo và phần cho điểm của Master Khắc Hưng. Thì trong lúc này ở trong hậu trường của The Heroes, các thí sinh không thi cũng vừa theo dõi tiết mục vừa rồi cũng đã cho ra số điểm của mình và chúng tôi cũng đã tính trung bình trên 10 thí sinh không tham gia tiết mục này cũng đã cho điểm và số điểm này góp phần vào 20% tổng điểm cuối cùng quy đổi cho tiết mục của Anti-Anti-Heroes và Orange Juice. Tổng điểm Master Khắc Hưng dành cho Anti-Anti-Heroes là 9 điểm, quy đổi là 4,5 điểm. Tổng điểm Khắc Hưng dành cho team Orange Juice là 9,5, quy đổi thành 4,75 điểm trên thang điểm 10. Tổng điểm hội đồng ban giám khảo dành cho team Anti-Anti-Heroes là 56 điểm, quy đổi 30% là 2,8 điểm trên thang điểm 10. Tổng điểm mà hội đồng ban giám khảo dành cho team Orange Juice là 53,5 điểm, quy đổi 30% trên thang điểm 10 là 2,675 điểm. Và đây là tổng điểm mà 10 team còn lại chấm cho Anti-Anti-Heroes và Orange Juice. Số điểm mà 10 team dành cho Anti-Anti-Heroes là 91 điểm. Và số điểm dành cho Orange Juice là 94,5 điểm. Quy đổi 20% thì số điểm mà các team còn lại dành cho Anti-Anti-Heroes là 1,82 trên thang điểm 10. Và dành cho Orange Juice trên thang điểm 10 là 1,89 điểm. Ai có thể giúp tôi trong trường quay này làm phép cộng cho kết quả của ba dãy tính chưa vừa rồi ạ?
Đọc lại. 4,5 cộng 2,8 cộng 1,82 là số điểm của team Anti-Anti-Heroes. 4,5 cộng 2,8. Và Orange Juice sẽ là 4,75 cộng 2,675 cộng 1,89. Ai đã có kết quả? 4,75 cộng bao nhiêu em? Cộng 2,675 cộng 1,89. Kết quả là bao nhiêu? Orange thắng 9,35. Anti-Anti-Heroes có 9,12 điểm và Orange Juice có 9,315 điểm. Trở thành người chiến thắng của ván đấu này và đã cướp về 70% số điểm trong quỹ điểm của Anti-Anti Hero. Đây chính là kết quả thật sự bất ngờ và rất là kịch tính của The Heroes. Và cũng như là cái không khí bất ngờ đấy, nó sẽ còn tiếp tục trong suốt cả đêm bán kết 1 ngày hôm nay. Quý vị đừng đi đâu cả, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. The Heroes. Thưa quý vị khán giả, qua từng vòng thi thì có rất nhiều gương mặt trẻ đến với The Heroes đã có thêm cảm tình từ quý vị khán giả. Và ngay sau đây sẽ là hai gương mặt như thế. Chúng ta sẽ cùng chào đón team Nguyễn Hải Phong và team Khắc Hưng với hai đại diện là Hansara và Giang Danh. Chúng ta sẽ cùng chào đón team Hansara với sự góp mặt của Hansara và TRI. Và đối thủ của họ chính là Giang Danh, sự xuất hiện của Jason cùng với Đức Phạm. Lần này thì chúng ta sẽ cập nhật một chút về tình hình điểm số của cả hai đội thi trước khi bước vào trận đấu cam go này. Hansara đang có 102.750.000 đồng và Giang Danh thì đang có 51.250.000 đồng. Lần này thì Giang Danh là đội có cơ hội được cược điểm và họ cược đến 70% số điểm trong quỹ điểm của mình. Điều đó có nghĩa là nếu như giành chiến thắng thì Giang Danh sẽ lấy toàn bộ 70% số điểm từ quỹ điểm của đối thủ, đó chính là Hansara. Và ngay lúc này trên sân khấu thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một cái giai điệu hết sức quen thuộc, ca khúc Yêu Nhau Ghét Nhau của tác giả Vi Nhật Tảo với phần thể hiện của Hansara và phần hỗ trợ của vũ đoàn Slowing Growth. Xin mời.난 악마일 수도 있고 천사일 수도 있어. 네가 누구냐에 따라. 그냥 너무 잘 모르지.
nhau gần nhau xa nhau xa nhau buồn nhớ nhau nhớ nhau chờ nhau chờ nhau để bên nhau sẽ cãi nhau cãi nhau bắn nhau sẽ đánh nhau rồi dỗ nhau rồi dỗ nhau không được để cha nhau để bỏ nhau thành ghét nhau vì yêu nhau. Anh như khi thắt cổ áo đằng sau cổ chúng cắt phăng đi trong cuộc đời tôi nó vẫn phải đau khổ. Cuộc đời anh sung sướng trước đằng sau khổ cái ra không ai bên cạnh mưa gió chỉ trời chúng gió lại đau khổ. Sự nghiệp đưa ta chỉ trong phai những chia sẻ chia sốc nhưng không phai cuộc sống lúc nào cũng sống xanh như bị súng đánh thật mong manh. Sự nghiệp đưa ta chỉ trong phai chia sẻ chia sốc mà không phai cuộc sống lúc nào cũng sống xanh như bị súng đánh thật mong manh. Mày ngốc thế. Hình ảnh một Han Sara mạnh mẽ đầy năng lượng trên sân khấu hẳn là đã chinh phục tất cả quý vị khán giả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục đến từ đối thủ của họ ở Team Master. Khắc Hưng chính là Giang Danh với sự góp mặt của Jason và Đức Phạm. Họ lựa chọn một bản tình ca bất hủ của sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, phổ thơ Mai Trung Tĩnh. Và chúng ta sẽ cùng biết được đây là ca khúc nào ngay khi những cái giai điệu đầu tiên trong lời hát của Jason cất lên. Xin mời. Sẽ vì em anh làm thơ tình anh. Anh sẽ không bày kết hình lâu đài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới. Đợi chiều vàng hôn lên làn tóc. Đợi một lần không gian đổi mới. Đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành viên miền xa. Khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn. Hoàng hậu về cao sang quyền quý. Đêm nụ cười quân vương vừa ý. Và lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Anh đưa em vào bằng tiếng hát chấm đôi cánh nhung như lòng. Em ơi lâu đài tình ai đó sáng trong ánh tinh cầu rạng. Cho nên cho dù nghìn năm qua còn vẫn vương đôi hồn hoa. Làm sao để mà thoát đây khỏi những thứ trong lòng những khao khát này. Lúc làm quen đã đủ để em đoán ngay. Thoáng một giây nhìn em anh đã choáng say. Nắng làm nụ cười nàng càng duyên. Nàng tin ta cùng ngồi và hàn huyên. Và mà anh sẽ vui vì nàng dâu của mình xinh. Nên nếu em đồng ý hãy cùng anh ngắm bình minh. Em ơi lâu đài tình ai đâu chắc không có trên trời dài. Anh đưa em vào bằng tiếng hát chấm đôi cánh nhung như lòng. Em ơi lâu đài tình ai đâu sáng trong ánh tinh cầu rạng. Cho nên cho dù nghìn năm qua còn vẫn vương đôi hồn hoa. Câu dài em đã từng có tin một ai đâu xây em một lâu đài. Yên tâm mà yêu anh dài lâu. Yên tâm là anh yêu đậm sâu. Không khi nào em có mà bạn đâu. Người như anh không gian là đâu. Về lâu đài của anh ngày nào đôi ta cũng sẽ như thời ban đầu.
anh kết lầu hoa bằng thơ tình anh. Cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình anh đón hai đứa chúng. Không kém phần sôi động đó chính là Jason. Và chúng ta cùng chào đón quay trở lại sân khấu đồng đội của bạn Đức Phạm cùng với team đối thủ Hansara và TRI. Hãy cùng quay trở lại sân khấu của The Heroes nào, xin mời. Đây là những gương mặt trẻ trung đầy sức sống của The Heroes. Phải nói là hai cái tiết mục quá là đã luôn, mà bây giờ mình ngồi ở dưới này mình vẫn còn cảm thấy rần. Thì đầu tiên là cho chị hỏi Hansara, ai chọn bài cho em vậy? Dì Minh là... dạ. Bài này là anh gợi ý à, mà đó. Lúc mà đưa bài này cho Hansara là ngơ ngác luôn. Mắt dạ. chữ O mồm chữ A là không biết bài gì. Bài dạ. gì mà ném đá vỡ đầu nhau ra. Em đoán là bài này phải thế hệ em với anh thì mới biết. Ừ. Nên mới bảo là có những cái câu như thế ngày xưa đã rất độc đáo như thế rồi mà bây giờ lại thấy là hợp với Gen Z. Dạ, các rồi. Bạn tuy không biết bài này nhưng mà rất là thích. Dạ. Em cảm thấy bài này, bài gốc đã quá là hay rồi. Thật sự là nó không có khó để mà em cảm thấy là nó khó gần. Nghe một phát là trời ơi, sao nhạc ngày xưa mà hay quá vậy. Có một cái ấn tượng rất là tốt khi mà em nghe bài này lần đầu tiên. Và cũng cảm ơn anh Phong, thầy của tụi em. Còn đối với Jason thì ngày hôm nay chị phải nói là chị cực kỳ thích tiết mục của em luôn, thích lắm nha. Hồi mà Jason mới vừa tham gia The Heroes thì cái màu sắc của em nó chưa có đậm nét, nhưng mà càng về sau thì em càng đậm đà dần, và cái tiết mục ngày hôm nay rất là mặn mà luôn. Hai bạn mang cho Tường hai cảm giác khác nhau. Một là cả hai đều là hai bài hát cũ, gọi cũng có thể gọi là những bài hát đi cùng với thời gian. Nhưng mà Hansara thì em phải dành một lời cảm ơn đến producer của em, bạn Trí, đúng không? Thật sự là khi mà coi tiết mục của Hansara, cái cảm giác là mồm mình chữ A, chữ O để mình coi là cái gì tiếp theo. Nó gây cho người ta cảm giác tò mò rất là lớn. Và thật sự thì không hiểu làm sao các bạn có thể trong vòng hơn 4 phút nhưng mà không có cái nào nó trùng cái nào hết. Những cái sound của em nó vẫn theo một cái cấu trúc rõ ràng, nhưng mà cái cách mà em dẫn dắt người nghe từ giọng hát cho đến cái bản phối á, làm cho người ta cứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, và mình cứ phải liên tục coi là cái gì tiếp theo. Còn với Jason thì em lại cho người khác một cảm giác là đứng lên nhảy, gọi là enjoy cái tiết mục của em rất là nhiều. Đặt hai tụi em chung với nhau thì rất khó để chấm điểm. Các bạn đều cho thấy cái sự tiến bộ của mình ở trong cái quá trình của The Heroes. Cái bản phối này của Trí thực sự là rất là hay. Giống như Tường nói là nó không có bị trùng lắp gì hết trơn á, và nó khoe được rất là nhiều cái ưu thế của Hansara. Đến Jason cũng vậy luôn, rất là khó cho mọi người chấm điểm thật sự. Khi mà cái câu đầu tiên á của cái tiết mục của Jason nó vang lên á thì mình nhận ra ngay là cái bài gì. Thì mình nói là ồ, cái này thì giống như là bị lộ rồi, bị lộ là cái gì rồi. Nhưng mà mình tin là khi mà bạn đã vào vòng bán kết thì bạn sẽ không để cho mọi người thấy là mình có một cái tiết mục nhàm chán, mình luôn tin như vậy. Cho nên là qua câu thứ 2, câu thứ 3 khi mà các bạn bắt đầu nhảy lên cái trái cầu quay á thì rõ ràng là hoàn toàn khác, mọi chuyện nó hoàn toàn khác. Rất là lâu rồi mới nghe một cái bản disco mà nó vừa rất là disco mà nó vừa rất là hiện đại như vậy. Là nhận cái lời khen quả thật là rất là vui từ phía các anh chị giám khảo. Và Linh đặc biệt quan tâm đến phản ứng của Đức Phạm khi mà em làm cái bài nhạc này. Khi mà nhạc nó giật về, tiết tấu nó nhanh như thế thì lúc đấy ở trong phòng thu thì em như thế nào? Đức ơi, cười lên cái Đức ơi. Không là
lần này đã khác rất nhiều rồi, với một kiểu tóc mới, thời trang hơn đúng không ạ? Đấy là cười rồi đấy. Bài hát này thực chất nó, em nghĩ nó là một bài hát buồn. Nên ra là đoạn đầu thì mình có thể làm nó vui một chút, nhưng mà đến đoạn cuối ấy, thì đấy cũng là cái mà để tạo điểm nhấn thì em sẽ làm cho nó du dương hơn một chút. Thì mình có một cái gì đấy đặc biệt trong bài hát của mình. Thực ra em chia sẻ một chút về cái concept khi mà đưa cái bài này. Chính em cũng là một người thấy bài này bài buồn, bởi vì lâu đài tình ái nó không có thật trên trần gian, và tất cả những cái ảo mộng của cái anh chàng này gửi đến cô này nó chỉ là những cái ước mơ. Khi tất cả mọi thứ nó đẹp đẽ, ảo mộng nó qua đi trên một cái sàn nhảy thiên đường, trên disco thiên đường đấy, thì là mọi thứ nó là một cái gì đấy, nó chỉ là chân phương thôi. Và em muốn thể hiện cái điều đấy với lại cái tác phẩm này. Các master vừa nãy là thể hiện lại bằng vũ đạo như nào ạ? Em như nào ơi, lâu đài tình ai đâu, sáng trong ánh trăng có ra. Em ơi lâu đài tình ai đâu, dù ngàn năm qua còn vẫn vương đôi hồng. Nếu mà ở bên này là kiểu gọi là lãng mạn, rất là sâu lắng trữ tình, thì bên kia là bùm 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 đúng không? Vì những vòng trước thì tụi em mang tới những cái màu sắc khá là êm đềm một xíu, mà trong con người em thì nó lại thích cái tính rhythm của bài hát nhiều hơn, nên là em muốn vòng này nó sẽ khó đoán hơn một chút xíu và mang lại nhiều bất ngờ cho mọi người. Cái sự sáng tạo của bọn em cho hai bài hát này là rất nhiều, cho nên mình vẫn nói là mình sẽ không muốn gọi này là cover, mình muốn gọi là các bạn đang remake, các bạn đang đưa thêm những cái sự sáng tạo của chính mình vào. Phần rap của em flow rất là hay và anh biết là em có rất nhiều ý để muốn nói. Dạ, đoạn fast flow đều là vần hết nha mọi người. Thương nhau phải cần nhau mới gần nhau, cần nhau rồi xa nhau buồn nhớ nhau nên chờ nhau để bên nhau xong cãi nhau cũng mắng nhau xong đánh nhau rồi dỗ nhau rồi số nhau không được lì trá nhau để bỏ nhau thương ghét nhau vì yêu nhau ném đá vỡ đời nhau. Đấy là một trong những cái đoạn rất là hay của cái bài này. Còn đối với cả Jason thì oh man. Anh ơi vừa nãy nhảy như nào ấy nhở? Đây em. Đấy, nó thế thôi em. Phản phối rất là hay, rất là sôi động và nó vẫn mang được một cái nét của Đức. Nhưng cái quan trọng hơn anh thấy nó định hình được cho Jason ở cái quán đường đằng sau. Thực ra là các em làm khó anh và anh Hà quá, vì là anh và anh Hà phải chấm. Anh rất là thích hai cái tiết mục này. Đến lúc mà anh xem xong anh không biết phải chấm thế nào. Nên là chỉ những cái vòng trước là em có thế mạnh là làm cái hip hop mà kiểu nó trẻ, tươi. Nhưng mà lần này là em đã tính toán, em làm mọi người ồ wow ở dưới này mà nó bất ngờ. Rồi bên Đức Phạm với cả Jason thì Disco làm mọi người này nhún nhảy quá. Thế xong rồi lại có những cái tát tát giật giật, nó làm biến mất cái vibe của bản gốc đi mà vẫn mọi người vẫn enjoy ở dưới này. Chúc mừng các em. Bây giờ mình lắng nghe phần công bố điểm từ phía các vị giám khảo, các master. Điểm số của Hansara và Giang Giang nhận được sẽ như thế nào? Team nào sẽ giành được chiến thắng? Câu trả lời sẽ có sau ít phút nữa. The Heroes. The Heroes. Bây giờ mình lắng nghe phần công bố điểm từ phía các vị giám khảo, các master. Đầu tiên sẽ là 30% số điểm được cho từ hội đồng giám khảo. Và Bí Linh xin được phép nhường lại sân khấu cho các vị giám khảo quyền lực của chương trình. Xin mời ạ. Và người đầu tiên sẽ cho điểm cho tiết mục này thì Bí Linh xin được mời nhạc sĩ nhà soạn nhạc Dương Khắc Linh. Số điểm mà giám khảo Dương Khắc Linh dành cho team Hansara. Xin mời. 9,5 điểm. Và số điểm mà anh dành cho team Giang Danh là bao nhiêu điểm ạ? Xin mời. 10 điểm. Em cảm ơn anh. Tiếp theo là xin được mời lên sân khấu nhạc sĩ ca sĩ Vũ Cát Tường ạ. 10 điểm Vũ Cát Tường dành cho Hansara. 9,5. Và số điểm mà Vũ Cát Tường dành cho team Giang Danh là 9,5 điểm. Xin cảm ơn nhạc sĩ nhà soạn nhạc Vũ Cát Tường. Xin mời nhạc sĩ nhà soạn nhạc Hồ Hoài Anh.
Lúc nãy định cho có chênh lệch một đội cao hơn, nhưng mà sau khi ngồi suy nghĩ một lúc thì tự lật kèo. Thế là hôm nay sẽ làm một người giám khảo thật sự là thân thiện. Và đây là số điểm mà giám khảo Hồi Anh dành cho cả hai team ở trên màn hình. Xin mời! 9,5 và 9,5. Xin được mời nhà sưu âm nhạc, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Vậy số điểm mà chị dành cho team Hansara, xin mời. 9,5. Và Giang Giang ạ, 9,5. Xin cảm ơn nhà sưu âm nhạc, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Liệu là chị Quỳnh Nguyễn có tạo ra một sự chênh lệch nào không ạ? Xin mời chị bước lên sân khấu ạ. Và đây là số điểm mà giám khảo Quỳnh Nguyễn dành cho team Hansara. Xin mời. 9,5. Vậy số điểm mà chị dành cho team Giang Danh là bao nhiêu ạ? 9,5. Chỉ còn chị Diệu Minh trong danh sách giám khảo ạ. Vâng, số điểm mà nhà báo Diệu Minh dành cho team Hansara. Xin mời. 9,5. Và số điểm mà chị dành cho team Giang Danh. 10. I love you. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại bộ đôi hoàn hảo Nimbia và Hà Lê. Khó quá các em ạ. Khó. Nhưng mà bọn anh vẫn sẽ phải làm việc mình cần phải làm thôi. Số điểm mà đội Nimbia Hà Lê dành cho các đội trình diễn ở trên này là bao nhiêu ạ? Hansara, xin mời. 9 điểm. Và số điểm mà canh dành cho team Giang Danh. 9,5. I love you too. Như vậy là chúng ta có điểm số dành cho Hansara và Jason đang ở trên tay phía Linh. Trước hết thì chúng ta sẽ cùng tổng kết số điểm mà chúng ta có được từ sân khấu này. Đầu tiên là số điểm mà Master, Hà Lê và Nimbia dành cho team Hansara, 9 điểm. Quy đổi 50% trên thang điểm 10. Hansara có 4,5 điểm và Jason có 4,75 điểm, tương ứng với 9,5 điểm mà bộ đôi Master, Hà Lê và Nimbia dành cho các bạn. Tiếp theo là số điểm từ hội đồng giám khảo. 57 điểm là tổng điểm mà hội đồng giám khảo dành cho team Hansara, chia trung bình và lấy tỷ lệ 30% trên thang điểm 10. Chúng ta có 2,85 điểm dành cho team Hansara. Và số điểm này tương ứng trên tổng điểm 58 điểm mà hội đồng giám khảo dành cho Jason, thì quy đổi về điểm trên thang điểm 10, tỷ lệ 30%, Jason giành được chỉ nhỉnh hơn 0,05 điểm là 2,9 điểm. Cuối cùng sẽ là số điểm mà các thành viên còn lại của 12 đội thi dành cho hai team đang có mặt ở trên sân khấu. Với Hansara, 10 team còn lại trong hậu trường dành cho team Hansara 94,5 điểm. Quy đổi về điểm trên thang điểm 10 với tỷ lệ 20% là 1,89 điểm. Và tương ứng họ dành cho team Giang Danh số điểm là 92,5 điểm. Quy đổi về điểm trung bình trên thang điểm 10 tỷ lệ 20% là 1,85 điểm. Như vậy là chúng ta sẽ lại phải làm phép cộng, bởi vì là tỷ số rõ ràng là đã có những cái sự chênh lệch khác nhau giữa ý kiến của hội đồng giám khảo ở đây và ý kiến của các thành viên còn lại trong 12 đội thi. Tổng cộng thì team Hansara có 9,24 điểm và team Jason có 9,5 điểm và là những người chiến thắng trong trận thi đấu này ạ. Xin chúc mừng cho Giang Danh, Jason và Đức Phạm. Đây
một trận thi đấu rất cân tài, cân sức và tất cả các bạn đều đã chiến thắng với phần trình diễn của mình, đều rất là chinh phục khán giả. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả các bạn. Hôm em tưởng em rớt luôn, không được diễn bài xong rồi. Không, không, Mai vẫn còn. Một Mai vẫn còn. Tưởng bị loại luôn. Thưa quý vị khán giả, ở phần thi đấu tiếp theo thì chúng ta sẽ chứng kiến sự so tài giữa các đối thủ đều có lượng khán giả hâm mộ rất là ổn định trong thời gian vừa qua. Và họ cũng đã khẳng định được phong độ của mình tại The Heroes với liên tiếp những cái phần trình diễn thành công. Đầu tiên là team Easy, sự gắn kết, linh hoạt cũng như là những phần trình diễn đầy đẳng cấp của Eric và Ninja Z. Và bên còn lại, đối thủ của họ chính là 528Hz với sự góp mặt của D-Small và Quân AP. Cũng được rất nhiều các khán giả, đặc biệt là khán giả nữ của The Heroes quan tâm. Hiện giờ thì số điểm của Team Easy là 173.700.000 đồng trong ngân hàng điểm của mình. Và với 528Hz, họ đang có 32.400.000 đồng. Quân AP và D-Small đã quyết định cược đến 70% số tiền trong quỹ điểm của mình. Chúng ta cùng hy vọng may mắn sẽ đến với cả hai đội thi trong phần trình diễn buổi tối ngày hôm nay. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với Nam Quốc Sơn Hà, một sáng tác của D-Tap, Hang O và RT với phần trình diễn của Team Easy. Xin mời Eric. Sông núi nước Nam vua Nam mở, giặc sức cơ sang làm càn. Ông trả sự lấy nước Đại Việt, bao lần chiến công luôn oanh liệt với những anh hùng đại hào kiệt. Con cháu dòng tên chẳng thể nằm im khi đất nước vẫn còn nguy. Dòng máu dòng tên tự hào một quan trời riêng với những con người hy sinh cả xương máu. Đem lũ giặc tan thành không cho đường lối và không còn nơi nương náu. Việt Nam sinh ra tinh hoa, tiếp nối truyền thống ông cha giặc đến nhà. Đàn bà cũng đánh chiến thắng này hẳn không giả. Bao năm khi xưa loạn lạc dòng dõi lạc hồn vẫn giải cảnh. 2021 giặc đến lần nữa đánh lạc phải gặp. Là con cháu sông tiên, chữ S mảnh đất thiêng. Dân Việt người cố tiên, chiến thắng theo cách riêng. Là con cháu sông tiên, chữ S mảnh đất thiêng. Dân Việt người cố tiên, chiến thắng theo cách riêng. Nam Quốc Sơn Hà Nam đế cư, kỳ nghiêng định phận tại thiên cư. Như hà nghịch lỗ lai xóm phàm, như đặng hành khan thu bãi hư. Nam Quốc Sơn Hà Nam đế cư, kỳ nghiêng định phận tại thiên cư. Như hà nghịch lỗ lai xóm phàm, như đặng hành khan thu bãi hư. Chúng hàng đánh tan thành Covid cùng tàn, sức khỏe là tài sản quý giá, không thể để lũ giặc đánh phá. Trên tay cầm quân đội non lá, sẵn sàng, sẵn sàng, sẵn sàng. Việt Nam chung tay không thua đâu, Việt Nam đi qua trong gai. Dù bàn thang hạn che, bùn bẩn non kia vẫn luôn xanh. Khi lũ trẻ trong sóng tung tăng là khi đại dịch sẽ đi. Thiên thư như hà nghịch lỗ lai xóm phàm, như đặng
chưa loạn lạc sông gió ấy làm cầu mượn giải cảnh 2021 sắp đến lần nữa cảnh lạc phải gặp let's go là con cháu sông tiên chữ S mình đất tiên dân tiên tôi có tiên chiến thắng cả tiên là con cháu sông tiên chữ S mình đất tiên dân tiên tôi có tiên chiến thắng theo cách riêng và đặc biệt là phần hỗ trợ rất xuất sắc của Phương Mỹ Chi đã mang lại thêm cái không khí hào hùng cho phần trình diễn của Eric Team Easy. Và không biết là có phải ngẫu nhiên hay không mà cái không khí hào hùng, hào sảng của những người trẻ trong những ca khúc mà để khích lệ cái tinh thần của tất cả mọi người cũng sẽ xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay với phần trình diễn của đối thủ của Team Easy, chính là Team 528Hz. Lần này thì Quân AP rất là tiếc không thể có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh để tham gia giống như là những đồng đội khác. Cho nên là từ đầu cầu Hà Nội, chúng tôi đã chuẩn bị máy quay và ghi hình lại phần trình diễn này. Phần trình diễn của Team 528Hz vẫn sẽ xuất hiện trên sân khấu lớn của The Heroes. Tất cả các chiến binh của chúng tôi vẫn tham gia đến cùng và hết mình với những phần trình diễn của họ. Và tất cả master, các giám khảo vẫn chấm điểm bình thường và chúng ta sẽ cùng kết nối với Quân AP trực tiếp thông qua màn hình lớn của The Heroes. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong một ít phút tới. The Heroes. Thưa quý vị, thêm mỗi tiết mục chúng ta lại nhìn thấy cái nguồn năng lượng sáng tạo của những người nghệ sĩ. Còn Phí Linh và các anh chị master cũng như là hội đồng giám khảo thì rất là vui được gặp lại những người bạn âm nhạc của mình ở ngay chính sân khấu và chứng kiến họ tỏa sáng, chứng kiến họ thể hiện đam mê của mình với âm nhạc. Thật là một cảm giác rất là tuyệt vời. Ngay sau đây sẽ là phần trình diễn của đối thủ của Team Easy, chính là Team 528Hz, ca khúc Dậy Mà Đi. Chẳng đi ra biển, mới ăn xong hộp xôi tôi lại leo lên giường, nhìn vào gương, ôi nhìn mà thương. Cứ sống thế này, cứ thế mỗi ngày, chất béo cứ thế lấp đầy. Sáng ra sao mà thấy thêm nặng chi thân hình, bắp chân bây giờ to bằng bắp tay tôi ngày xưa. Khi mà tôi còn chưa loay hoay trong vòng xoay, cơm ăn tiền tiêu, chưa ai thèm yêu, vô tư hồn nhiên bao nhiêu. Và tôi lại kiếm cho mình những mâm sống vô hình. Dậy mà đi đồng bào ơi, đừng dừng chân cũng đừng nghỉ ngơi. Dậy mà đi, đứng lên đi, dùng hết ra chân mà đi. Dậy mà đi, dậy mà đi. Yeah, chuông bạo reo phát đất dậy luôn. Vận động đi thôi chứ lợi thêm mệnh hôm người chắc thành hình vuông. Cái thằng hay đòi ngủ thêm 5 phút sẽ không còn được nuông chiều. Tạo thói quen mỗi ngày để ý thức thành một khuôn. Thể dục thể thao cho đỡ y ai y anh. Mặt mũi tươi rói đỡ phương phạt lớn rồi chiến đấu còn bi ba bi bô. Không có sức khỏe là toang toàn toàn trâu hơn cả trẻ em không còn nhớ như Seiko. Tập luyện chăm chỉ để có một bờ vai to. Cơ thể mà yếu chỉ béo với con virus. Tự bảo vệ mình chứ không phiền ai lo. Lượn một vòng cứ xa đông vui, không thể tin là tôi mới 20 xuân thì. Dù nụ cười luôn nở trên môi, nhưng mà thật sự là cột sống của tôi thì. Đau khi quay ra đằng sau. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi ơi đồng bào ơi. Ai chiến thắng không hề chiến bại, ai nên khôn không khôn một lần. Dậy mà đi, dậy
quyết tâm dù nước cái thể gym có tận hơn năm, có tận hơn năm. Đã bao lâu nay để ý chỉ toàn ăn 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 ăn, giờ chỉ có ăn năn, thời ăn trước hơi lười, quên không phải hơi mà rất là lười. Chăm vận động thấy mình tươi hẳn lên, tự tin hơn, rõ quá chẳng là mới lên người. Thanh niên hoi giờ sấp sau mũi, làm gì cũng không còn thấy đuối. Nếu cuộc đời đã chung được chạy xuôi, sức mình vẫn bê từ đầu tới cuối. Đầu tư cho sức khỏe nó là chuẩn luôn, một cái tích cái một ít cho tài khoản lớn, không bao giờ lỗ như là tiền nào. Nhà tao ba đều khỏe, đều có khỏe hơn. Cha mẹ cho nên đừng có chê lười, đứng lên chân bằng tay không còn thấy đêm dài. Với tay lên thật cao ta là mạnh dũng của ngày mai. Một, hai, ba, tay chậm vai, bẻ tay trước sau úp mở tay vuông góc. 5, 6, xoay gót 2 nhịp, ê, trái, phải, 1, 2, 1, 2. Bước bước đi cùng nhau ta là giống con người. Đáng thương cha mẹ cho nên đừng có chạy người. Đứng lên chân bằng vai không còn thấy đêm dài. Bước tay lên thật cao. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến tất cả anh chị giám khảo và các master ạ. Và cùng với cả Dismon thì chúng ta sẽ kết nối trực tiếp với Quân AP từ đầu cầu Hà Nội ạ. Màn hình hãy cho chúng tôi gặp gỡ Quân AP đúng không ạ? Hello. 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 Xin chào mọi người ạ. Xin chào tất cả anh chị ạ. Hiện tại thấy mọi người ở trên sân khấu và mọi người đầy đủ thế, thực sự em rất là cảm thấy áy náy và thấy hơi buồn khi mà không vào tham gia cùng tất cả mọi người được ạ. Không sao mà. Rất là xin lỗi. Không sao, cái này là hoàn cảnh bắt buộc. Mình đã rất cố gắng khắc phục hoàn cảnh bằng việc là mình vẫn chơi đến cùng. Đấy mới là cái tinh thần cần có của một chiến binh của The Heroes. Và một lần nữa thì Linh xin được mời đối thủ của team 528Hz Easy Team với Eric và Ninja Z. Và bây giờ thì chúng ta chắc chắn là đang rất là háo hức muốn lắng nghe những cái lời nhận xét của các vị master và các vị khách mời. Chị Diệu Minh ạ, em thấy chị cười rất tươi. Xin chào hai đội ha. Đầu tiên thì chị sẽ nói một chút về tiết mục của Eric. Thật sự là rất xuất sắc. Cái đoạn Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, phần melody của cái đoạn đó nó rất là bắt tai và nó cực kỳ dễ thuộc luôn. Mình chỉ cần nghe một lần thôi là mình đã cảm thấy thuộc rồi. Coi Eric diễn ở trên sân khấu cũng nhiều, nhưng mà thấy cái bài này Eric khí thế, máu lửa. Giống như là càng vào vòng trong thì chắc là em càng quyết đấu hơn hay sao, không biết có đúng không? Dạ, em cảm ơn chị Diệu Minh rất là nhiều. Đây cũng là một cái bài hát mà lần đầu tiên em thử sức cùng với rap, cho nên thực sự là em cũng rất là lo lắng. Và sau khi em trình diễn xong ca khúc này thì em mới cảm thấy càng khâm phục hơn các bạn rapper. Vì là khi mà các bạn lên sân khấu thì các bạn cháy hết mình và em cũng đã học hỏi các bạn rất là nhiều. Không biết là có hơi quá một chút không ta, nhưng mà chị muốn tặng cho Eric một câu. Đó là phong độ thì có thể nhất thời nhưng mà đẳng cấp là mãi mãi. Câu này em cảm ơn chị Diệu Minh nha. Còn đối với lại Quân AP á, thì chị cũng rất là thích cái bản phối của bài này. Kể cả những cái điểm nhấn của các em ở trong bài. Chỉ duy nhất có một cái ý là vốn tinh thần của bài Dậy Mà Đi thì nó cũng rất là hừng hực. Nhưng mà ở trong cái phần lời rap của mình á, thì các em chỉ tạm dừng ở cái câu chuyện là dậy để đi tập thể dục thể thao thôi. Thì chị thấy nó hơi uổng. Quân ơi, anh ngồi anh đây. Diệu Minh có nói rằng là Diệu Minh thích rằng là cái khí thế của bài nó mạnh hơn trong lời. Thì anh nghĩ ngược lại, bởi vì anh cảm giác như là bọn em đang nghĩ một cái gì đấy nó fun fun ở trong đấy. Tức là một cái gì đấy nó nghịch ngợm thôi. Thì anh thấy cái năng lượng đấy là bọn em đã làm tốt rồi. Và ở cái đoạn cuối lúc em đếm ấy thì em không được xem đâu. Nhưng mà ở đây thì anh với cả anh Phong đã hit đất rồi. Đấy, thế là em thành công. Dạ em có nhìn thấy ạ. Ok. Cảm ơn mọi người. Eric, cái sự đầu tư cho bài hát rất là chỉnh chu. Và cái sự chỉnh chu của một cái người nghệ sĩ, đặc biệt là cái người nghệ sĩ trình diễn ấy, thì chú nghĩ rằng là càng chỉnh chu bao nhiêu thì cái lỗi lầm ở trên sân khấu nó càng giảm bớt đi bấy nhiêu. Càng ngày thì Eric càng trình diễn tốt hơn.
Bởi vì bài này thì không có hát nhiều nên là mình cũng không có comment về phần hát. Nhưng mà nếu mà Eric nói rằng là Eric lần đầu tiên rap thì để rap cả một bài mà để mà người ta ngửi thấy cái mùi rằng là nó có cái mùi của một người rapper thì cái đấy lại không hề dễ một chút nào. Thì đấy, thế nhưng mà cái mà cảm thấy nhận thấy hôm nay rằng là nghe cũng thấy cái mùi đấy, tức là ít nhất là người ta không thấy rằng là ở đây là một ông ca sĩ rap. Đúng không? Thế thì cái đấy là phải rất là nỗ lực rồi. Chú ơi, chú. Chỉ thế thì con rap chú có thấy giống ca sĩ rap? Chú nói thật với con là cái hội trên mạng nó bảo con rap kiểu miền Tây. Nhưng mà chú nói thật là bởi vì là rap thì nó chẳng có kiểu miền Tây, miền Đông gì cả. Nó là cái feel của từng người. Cá tính riêng. Cá tính riêng. Thế thì riêng đối với cả Vũ Cát Tường ấy, chú nói thật là chú chưa thấy ai rap như con. Đấy. Đấy là một câu bỏ lửng kìa. Đấy là một câu bỏ lửng. Âm nhạc không có giới hạn gì cả. Và nhạc rap cũng thế, lại càng một cái gì đấy nó rất là không có chuẩn mực gì hết cả, đúng không? Vậy nên là nghe một cái biết ngay rằng là đấy là Vũ Cát Tường, thế được rồi. Có hơi thiệt thòi với Quân một tí là vì Tường chưa thấy được cái năng lượng của em. Giống như là em bị buồn vì em không được vô đây. Và cái sự buồn đó nó thể hiện ngay lúc mà tất cả mọi người sung hết. Nhưng mà trong lúc mà em biểu diễn em lại không sung bằng. Còn Eric ở đây biểu diễn thì Eric phải đưa không phải là 100% năng lượng, mà là phải 200-500% năng lượng của em. Và cả nguyên cái team dancer nữa. Mọi thứ nó rất là bùng nổ. Cho em xin phép được chia sẻ một chút về cái bài hát Dậy Mà Đi này của em và team 528 nhé. Thì đây là một bài hát mà bọn em đã ra ý tưởng và đã chuẩn bị trước về cả phần vũ đạo rồi. Khi mà bọn em ở trong Sài Gòn, khi mà chuẩn bị quay vòng 3, vòng 4 á. Nhưng mà vì tình hình nên là hôm qua bọn em mới bắt đầu quay xong cái bài hát này để hôm nay phát lên. Và vẫn còn nhiều chỗ chưa được tốt nhất có thể. Rất là mong người bỏ qua. Bài Dậy Mà Đi nó là một cái sáng tác rất nổi tiếng từ ngày xưa, trong thời kháng chiến. Bây giờ đã là thời bình rồi, vẫn là các khúc Dậy Mà Đi. Đối với cái kháng chiến thời bây giờ, lớn nhất đó là sức khỏe. Với con người chúng ta quý giá nhất đó là sức khỏe. Đấy chính là cái thông điệp mà team chúng em muốn truyền tải. Mặc dù hai em ở hai nơi, thế nhưng cái hình ảnh mà hai em mang lại nó lại là một cái hình ảnh nối liền. Và nó cho thấy rằng là cho dù mình ở đâu, nhưng mình chỉ cần là người Việt Nam. Người Việt Nam có thể làm được những gì thì ở đâu không quan trọng. Anh xin nói với Eric, bài này anh cực thích. Hay là anh thấy tất cả những gì mà tất cả các vị master, tất cả mọi người đã góp ý cho em từ đầu đến giờ thì em gom hết lại và em đưa hết vào đây. Cảm ơn em và cả team vì đã làm ra một bài hát rất là ý nghĩa. Giá trị lịch sử của chúng ta từ những thời của các cụ, các ông cha vẫn có thể được tiếp nối đến tận bây giờ, và nhờ em, nhờ mọi người, nhờ người trẻ nó sẽ còn được tiếp nối nữa. Mọi người có thể để ý là khúc cuối thì có tiếng voi, thì nó cũng là thể hiện cho cái sự tinh thần chiến thắng và cũng như là gợi nhớ lại những cái câu chuyện vĩ đại hào hùng của những vị anh hùng dân tộc Việt Nam thời xưa, và liên kết đến thời nay Việt Nam mình vẫn giữ vững cái tinh thần chống dịch như chống giặc ạ. Chúc mừng hai bạn, rất hay, rất ý nghĩa. Em cảm ơn anh Hà nhiều ạ. Cảm ơn anh Hà Lê rất nhiều ạ. Bây giờ con AP ở Hà Nội, Dismore, Thành phố Hồ Chí Minh cùng với cả Eric ở trên sân khấu của The Heroes, chúng ta sẽ cùng chờ đợi phần cho điểm từ phía hội đồng giám khảo và các master của chương trình. Và sau đây là phần cho điểm của nhà báo Diệu Minh. Số điểm mà chị dành cho team Easy, xin mời. 10 điểm. Và số điểm mà chị dành cho 528 hết, xin mời. 9 điểm. Số điểm mà giám khảo Quỳnh Nguyễn sẽ dành cho team Easy, xin mời. 9,5. Và số điểm mà chị dành cho team 528 hết, xin mời. 9 điểm. Rồi, bây giờ sẽ là số điểm giám khảo Lưu Thiên Hương dành cho team Easy, xin mời. 9,5. Và số điểm mà chị Lưu Thiên Hương dành cho 528 hết, xin mời. 9 điểm. Cảm ơn. Cuối cùng là meo meo Vũ Cát Tường. Số điểm mà giám khảo Vũ Cát Tường dành cho Easy là 9,5. Và số điểm mà Vũ Cát Tường dành cho 528 hết, xin mời. 9 điểm. Xin cảm ơn Tứ Ca, The Heroes, anh Dương Khách Linh và anh Hồi Anh. Thì Linh sẽ mời nhà xâm nhạc, nhạc sĩ Hồi Anh trước ạ. Xin mời anh Hồi Anh cho điểm team Easy 9,5. Và số điểm anh dành cho team 528 hết, xin mời. 9 điểm, xin cảm ơn.
điểm mà giám khảo Dương Khắc Linh sẽ dành cho team Easy là 9,5. Thế còn team 528 Hertz thì sao ạ? 9 điểm, xin cảm ơn. Số điểm mà Master Hà Lê và Nimia dành cho team Easy, xin mời. 9,5. Và số điểm mà Canh dành cho 528 Hertz ạ? Xin mời. 9 điểm, xin cảm ơn. Như vậy là số điểm và cách cho điểm rất là thống nhất giữa các Master và hội đồng giám khảo. Thế còn các thí sinh của chúng ta thì sao? Số điểm mà Master Hà Lê và Nimbia dành cho Team Easy là 9,5 điểm. Quy đổi tỷ lệ 50% trên thang điểm 10 là 4,75. Số điểm mà hai anh dành cho Team 528 Hertz là 9 điểm và quy đổi tỷ lệ 50% trên thang điểm 10 là 4,5 điểm. Tiếp theo là số điểm mà hội đồng giám khảo dành cho Team Easy là 57,5, tương ứng với 2,875 trên thang điểm 10 tỷ lệ 30%. Và hội đồng giám khảo cũng dành cho Team 528 Hertz 54 điểm thì tương ứng với 2,7 điểm. Tiếp tục là số điểm mà 10 team còn lại dành cho cả hai đội thi trên sân khấu. Còn lại dành cho Team Easy 97 điểm, tương ứng với 1,94 điểm trên thang điểm 10. Và đối với Team 528 Hertz thì số điểm mà 10 team còn lại dành cho 528 Hertz là 92 điểm, tương ứng với 1,84. Như vậy là với tổng điểm 9,565 thì Easy Team là đội giành chiến thắng trước 528 Hertz với 9,04 điểm. Xin được chúc mừng chị Eric Ninja Z. Cảm ơn phần hỗ trợ của Phương Minh Chi và Dismo. Cảm ơn Dismo đã có mặt ở đây và chúc mừng cho Quân AP vì đã có một ca khúc rất là hay để truyền cảm hứng cho các bạn thanh niên. Yeah, Eric ơi, Quân AP nói chúc mừng em nè. Cảm ơn Quân rất nhiều. Mừng Eric nha. Chúc mừng em. Cảm ơn Quân. Và với Quân AP, đừng buồn nha, tất cả chúng ta nha. Vẫn luôn luôn bên nhau giống như là vâng những tháng vâng này. The Heroes phải làm trong điều kiện giãn cách, vẫn luôn luôn có tất cả anh em chúng ta cùng trò chuyện về âm nhạc, cùng trình diễn cho nhau nghe. Và Quân AP cũng đã đồng hành cùng chúng ta rất là sát sao trong cái giai đoạn đấy. Và bây giờ thì hãy lắng nghe những cái lời nhắn gửi từ Master của mình ạ. Quân ơi, anh thương đó. Em lắm. Em nên là em đừng có buồn quá, nghe chưa? Mà quan trọng hơn vâng là vẫn còn tiền. Yeah, đúng rồi ạ. Và mình sẽ chơi all in. Yeah, đúng okay rồi. Chúng ta cũng vẫn sẽ chơi đến đồng tiền cuối cùng, đúng không ạ? All in. Dạ vâng. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi phần trình diễn này và xin hẹn gặp lại quý vị. Kết thúc tập đêm này, 6 team chiến binh đến từ 3 đội Master đã ra trận với nhiều diễn biến bất ngờ. Cú lật nghèo của team Orange Juice khi giành chiến thắng trước Anti Hero đã nối dài chuỗi bài trận liên tiếp của bậc thầy chiến thuật Master Nguyễn Hải Phòng. Khi hai team còn lại là Hazara và 528 Hẹt cũng không thể có được chiến thắng. Tuần sau sẽ là 3 trận chiến cuối cùng của 6 team còn lại vẫn đang nóng lòng được bước lên sàn đấu. Trong khi đối thủ của team Five Round là team đường số 10, thì team 2C sẽ phải đối đầu với Unimotion. Và cuối cùng, cô nàng chiến binh Mỹ Anh sẽ phải chung sàn đấu với team The Astro. Diễn biến của những trận đấu này sẽ có gì bất ngờ? Hãy cùng chờ xem tại sân khấu của thần tượng đối thần tượng vào tuần sau.